Ngày 22 tháng 6, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Hồng Trọng, 25 tuổi và Trần Văn Hùng, 38 tuổi về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, Công an thành phố Long Xuyên phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để bắt giữ Trần Hồng Sang, 30 tuổi, bị truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản. Khi công an bắt giữ Sang tại khu vực khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, Trọng, em của Sang, dùng hung khí chống trả, còn Hùng dùng tay xô ngã lực lượng để giải vây cho Sang. Công an nhanh chóng khống chế và bắt giữ Trọng và Hùng. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm. Khám xét nơi ở của Sang, công an thu giữ 8 cây dao tự chế, mã tấu, 1 cây chĩa, 2 gậy 3 khúc, 4 khẩu súng và 1 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.